Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Rất vui là sau một khoảng thời gian thì lại có dịp để lên sóng và chém gió cùng với mọi người về tất cả những gì update mới nhất của thị trường trong thời gian vừa qua. Và đồng hành với mình cùng ngày hôm nay sẽ là một người cũng rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em. Xin chào Phong. Thì rất là vui khi tuần này chúng ta lại có cơ hội được ngồi với nhau thêm một tuần nữa để có thể coi là chém gió một xíu về cái những cái biến động cũng như là những cái cập nhật gần đây của thị trường. Thì hy vọng là đâu đó cái tập DeFi Discussion tuần này nó vẫn sẽ có những cái thông tin cũng như là những cái gạch đầu dòng thú vị. Để anh em có thể có những cái góc nhìn riêng của mình để từ đó đồng hành cùng với thị trường trong thời gian sắp tới ha. Yeah, và thực ra là trong cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là đến lúc mà tập podcast này lên sóng thì chắc là mọi người cũng đang trong một cái tâm trạng rất là hứng khởi. Thì cũng không thể nào khác được, tại vì thời gian vừa qua thì sau một khoảng thời gian mà rất là rất là tiêu cực của thị trường thì cuối cùng thì Bitcoin cũng lên trên 37.000 và Ethereum thì cũng lên trên 2.000. Nó tạo ra một cái tâm lý rất là hưng phấn và được đẩy rất là nhiều nữa. Và không chỉ những cái đồng coin lớn như vậy, chúng ta thấy được những cái sự tăng trưởng rất là mạnh từ những dự án cũng build rất là nhiều trong thị trường. Và bây giờ thì họ đã có được những cái gọi là những cái outcome, những cái đồ ra, và tất cả mọi người đều hài lòng về chuyện đấy. Đơn cử như là những cái Layer 1, những cái dự án ecosystem lớn như là Solana, Polygon, Arbitrum hay là tất cả những dự án khác. Thì thế là trong cái topic ngày hôm nay thì bọn mình cũng nhân cái dịp này mượn một cái cớ để đảo lại những cái cập nhật lớn của những cái hệ sinh thái này trong thời gian vừa qua. Từ đó thì bọn mình cũng không tham vọng là sẽ giải thích được cái công thức thành công của họ đâu, nhưng mà biết đâu đấy sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể vỡ được một cái gì đó để tiếp tục bàn luận với nhau và tiếp tục nghiên cứu với nhau trong thời gian tới. Thì chắc là với cái dự án đầu tiên đây, dự án mà từ cái phía cá nhân của mình thì khá là bất ngờ, đó là Solana. Thực ra thì mình cũng theo dõi Solana từ khá là lâu rồi và cũng quan tâm đến những cái sự kiện của họ, ví dụ như Hacker House hoặc là Breakpoint. Breakpoint là cái sự kiện lớn nhất của Solana trong năm rồi. Thì trong cái sự kiện đấy thì như mọi người có đọc trên Coi68 thì Solana đã có tăng trưởng khoảng hơn 20% từ những cập nhật ở đấy. Thì chắc là sẽ nhờ Nguyên thì follow cái phần technical kỹ hơn mình để xem coi là Solana đã có những cập nhật gì để mà họ có thể tăng trưởng nhiều như vậy. Trước hết thì chúng ta nói sơ một xíu về những cái cập nhật liên quan đến kỹ thuật. Thì những cái thông tin liên quan kỹ thuật này thì không phải là mới xuất hiện. Chúng ta biết là họ có một cái cập nhật liên quan đến cái client FireDancer. Thì client hiểu nôm na là một cái phần mềm để vận hành một cái validator á. Thì cái FireDancer này thì trong cái sự kiện Breakpoint vừa rồi thì họ cũng đã thử triển khai những cái testnet. Thì đây là một cái client nó được phát hành bởi, được hỗ trợ phát triển bởi Trump thì phải, là mình nhớ không nhầm là Trump. Rồi thì nó tất nhiên là nó có những cái hiệu quả cụ thể và nó cũng đem lại những cái ảnh hưởng khá là tích cực lên đến cái tâm lý của mọi người ở trong cái hệ sinh thái này. Một cái nâng cấp khác, một cái thay đổi khác mà chúng ta cũng tức là chúng ta cũng biết khá là lâu rồi, là cái Compress NFT. Thì đây là cái cơ chế để giúp giảm thiểu cái chi phí min NFT. Thì bọn mình cũng có đôi lần đề cập đến cái khái niệm này, cái thay đổi này. Thì cái thay đổi này nó cũng không phải là mới, nhưng mà vào những cái lần thử nghiệm gần đây thì nó trả ra những cái outcome nó có vẻ tích cực hơn. Trong cái sự kiện Breakpoint này thì nó cũng là một cái nhân tố nó góp phần vào trong cái ảnh hưởng tích cực cho Solana. Thay đổi tiếp theo thì mình nghĩ là nó liên quan nhiều đến Web2 nhiều hơn, đó là cái AWS. Thì đây là cái đơn vị mà sẽ thông báo hợp tác với lại Solana để giúp là xây dựng các cái cổng RPC node. Thì RPC node hiểu nôm na nó là cái cầu nối để khi mà đi vào từ cái không gian của Web2 và Web3 nó sẽ được hỗ trợ thông qua cái RPC này. Thì đó là một cái hợp tác, thông báo hợp tác với lại AWS. Và một cái cũng liên quan, mình nghĩ là cũng khá liên quan Web2, đó là cái Google Query. Thì họ cũng thông báo là sẽ tích hợp cái chỉ số giá của Sol vào. Thì thì đó là những cái cập nhật về mặt kỹ thuật mà chúng ta có thể tóm gọn về cái sự kiện Breakpoint này. Thì mình nghĩ là nó không phải là mới, nhưng mà đến sát cái thời gian của cái sự kiện này á, thì cái độ cộng hưởng của nó thì nó sẽ
Tất nhiên là với những cái đà, những cái thông tin tích cực từ Bitcoin liên quan đến cái đơn đề xuất mở cái Bitcoin ETF thì nó cũng là một cái yếu tố cộng dồn vào cái sự trở lại của Solana trong mình nghĩ chắc là 1 đến 2 tháng gần đây. Và thật ra khi mà người nói đến Google thì chắc là có một cái điều này mà có người biết rồi, có người chưa biết, nhưng mà Google Cloud thực ra là một validator khá là lớn của mạng lưới Solana. Thì thực ra là tất cả những cái về kỹ thuật như này á, các bạn nên nhìn vào những cái con số để sẽ hình dung rõ hơn, chứ thực ra là bọn mình nói như thế này thì các bạn sẽ khá là khó hiểu. Thì chắc là trong cái phần mô tả hoặc là trong phần bình luận của cái video này, tùy vào cái việc nó được đăng tải ở trên nền tảng nào, thì bọn mình sẽ gửi cái thread khá là dài của một lập trình viên để các bạn có thể đọc thêm. Chứ thực ra là những cái text như thế này thì xứng đáng được ngâm lâu hơn mà bọn mình chỉ nói một cách sơ sơ như vậy. Thì mình nghĩ là chắc cũng phải nói một xíu về cái câu chuyện là những cái tin tức liên quan đến tính ứng dụng của Solana. Thì trước đó họ cũng thông báo hợp tác với Visa đó, thì những cái thông tin này thì nó sẽ liên quan đến cái tính câu chuyện về mass adoption nhiều hơn, thì đâu đó nó cũng tạo thêm cái sự hưng phấn cho mọi người. Thì Visa chúng ta cũng biết rồi là một cái nền tảng mà hỗ trợ thanh toán nó cũng gọi là top đầu của thế giới, thì họ cũng thông báo là hợp tác với Solana để gọi là đâu đó tìm tòi những cái giải pháp liên quan đến thanh toán mới hơn trong tương lai. Rồi thì mình nghĩ là cũng khá là nhiều đó, khá là nhiều những cái cập nhật liên quan đến cái sự kiện này của Solana. Và thực ra thì move ra khỏi Solana một chút, hướng mắt về những cái đối thủ, mình có thể tạm gọi là đối thủ đi, của Solana. Thì ở phía bên kia, các hệ sinh thái khác thì cũng đang có những cái hoạt động. Ví dụ như Solana thì sẽ thuần túy là thay đổi cập nhật về tech, về cái nền tảng ở bên dưới. Nhưng mà có một số bên khác thì họ tập trung vào cái incentive của hệ sinh thái nhiều hơn. Ví dụ như là ngày hôm nay, ngày hôm mà bọn mình thu cái này thì cái tin này mới ra luôn, là Polygon Lab ra mắt quỹ $90 triệu để phát triển hệ sinh thái. Và Arbitrum thì họ có thêm một cái đề xuất là tăng thêm khoảng bao nhiêu, 21 triệu, mình nhớ đâu đấy, 21 triệu RB cho cái chương trình khuyến khích của họ. Tức là không phải là tổng trị giá là 21 triệu RB mà là tăng thêm, đúng không nguyên nhỉ? Tăng thêm, trước đó hình như là 50 triệu RB rồi. Tức là cái chương trình Short Term Incentive Program á, là cái STIB của họ thì trước đó là đã có 50 triệu rồi, nhưng mà cái đề xuất thêm sau này thì họ bảo là ok, chúng ta sẽ gọi là đa dạng hóa cái tập builder ở trên cái hệ sinh thái này hơn, nên là họ quyết định là hiện tại họ sẽ đẩy cái con số lên thêm 21 triệu nữa, thì đâu đó nó dao động 71 triệu 71 phẩy mấy, đó mình cũng không nhớ, nhưng mà đó dao động tổng khá là nhiều. Và thực ra thì trước đó là đã khoảng độ gần 30 dự án nhận được cái này là cái rent của Arbitrum. Thực ra thì nó cũng không phải chia đều ra, mà là tùy vào cái lượng vote các thứ nữa. Thực ra là từ phía cơ sở 8 thì bọn mình khá là quan tâm đến cái vụ này, tại vì về cơ bản là cũng có một số dự án khá là quen mặt với cơ sở 8. Tức là nếu mà các bạn có đọc tin nhiều như cơ sở 8 thì có thể thấy ví dụ như là Pendle là một dự án mà cơ sở 8 cũng khá là quan tâm thời gian gần đây. Hoặc là một dự án của Việt Nam đi, là Kyber cũng có Kyber Swap, thì cũng nhận được cái rent là 1.5 triệu RB. Thì đó cũng là một cái hay để mà follow. Và thực ra là nhưng mà từ phía Nguyên nhé, những cái quỹ như thế này á, thì cái impact của nó đến hệ sinh thái như thế nào? Tức là họ đang tính toán những cái gì ở trong đầu về cái này? Tức là ngoài việc là đưa tiền cho dự án để vận hành ra thì họ đang kỳ vọng cái gì đến token của họ? Chắc là chúng ta nói một xíu về Polygon trước. Thì nếu mà theo dõi cái lộ trình Polygon 2.0 của họ thì sẽ có những cái update liên quan đến kỹ thuật trước. Tức là họ ok nói là chúng tôi sẽ công bố cái bộ công cụ CDK này, rồi chúng tôi sẽ làm những cái liên quan đến data availability, rồi những cái thanh khoản, gọi là những cái bệ thanh khoản chung á, share liquidity này nọ, rồi đó thì lại là setup ra trước cái khung và thu hút những cái dự án họ đến sử dụng cái bộ công cụ đó và gắn cái dự án của họ vào hệ sinh thái. Sau đó thì họ mới bắt đầu công bố cái chương trình là incentive như thế này. Thì cái công thức này chúng ta cũng có thể hiểu cái gọi là cái hợp lý của nó, tức là phải có một cái gì đó để hứng cái đóng quỹ rồi. Thì đó là cái mà chúng ta có thể hiểu được, tức là nó phải có một cái platform trước rồi họ mới có thể bơm tiền vào. Và khi mà có cái incentive cho các cái dự án chẳng hạn thì
user sẽ đổ về. Một cái điều hiển nhiên, tại vì rõ ràng là trong cái bối cảnh có thể coi là một cái sự chuyển giao đi, cái nguồn thanh khoản nó sẽ có vấn đề đúng không? Tức là nó sẽ không thể dồi dào như cái lúc mà chúng ta ở trên cái đỉnh cao, cái giai đoạn mà thị trường nó hưng phấn nhất được. Nhưng mà thì sẽ phải có những cái gọi là những cái incentive như vậy để tăng cái sự hấp dẫn với người dùng nhiều hơn. Bởi vì rõ ràng là ở cái thời điểm hiện tại thì người dùng sẽ có cái xu hướng là phòng thủ nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà không có những cái chương trình incentive như vậy á, thì rất là khó để có thể gọi là khuyến khích người dùng họ action, họ làm một cái gì đó ở trên cái mạng lưới. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là cái chương trình incentive program của các cái dự án họ tung ra ở một cái thời điểm mà mình nghĩ là chọn nó hợp lý, tức là nó đang ở cái sự chuyển giao, và nó cũng phần nào gọi là nó thúc đẩy cái sự chuyển dịch trong tâm lý của nhiều người dùng. Thực ra thì nhắc đến câu chuyện mà quỹ phát triển hệ hệ sinh thái đi, thì thực ra là mình đang nhìn vào một cái infographic khá là, mình cũng không biết là vui hay buồn khi mà nói đến cái infographic này, đó là Coin68 làm. Thì nó là từ quỹ phát triển hệ sinh thái cập nhật hồi 2021-2022, thì mình đang nhìn vào những con số mà cái hồi đấy á, ví dụ như là AVAX chẳng hạn đi, Avalanche họ ra một cái quỹ 290 triệu đô, tức là gần 300 triệu đô, mà nó là cái scale của nó là gần như bé nhất ở trong cái hình này. Thế là mình cũng sẽ gửi cho mọi người coi lúc đấy á, thì cái quỹ lớn nhất á, đối với người biết là dự án nào, người còn nhớ không? Hình là nó gần 5 tỷ đô. Quên mất tiêu. của Hedera, Hoba á. Đó, xong rồi Binance Smart Chain hồi đó chưa đổi tên là 1 tỷ đô. Là Elrond là 1,2 tỷ đô, là những con số rất là kinh khủng. Nếu mà chúng ta nhìn lại với con số là tổng của Arbitrum khoảng 30 triệu đô hoặc là Polygon là 90 triệu đô trong thời điểm hiện tại, thì chúng ta mới thấy được cái áp lực của bear market nó kinh khủng đến như thế nào. Nhưng mà thực ra thì đó cũng là một dấu hiệu tốt khi mà các dự án đã bắt đầu spend trở lại và cho hệ sinh thái. Và thực ra khi mà nói đến Polygon á, thì thực ra Polygon còn một cái update nữa khá là hay, khá là tích cực, đó là họ hợp tác cùng với lại Near để xây dựng ZK Wasm, WASM. Nhưng mà chắc là cũng phải nhờ Nguyên đơn giản hóa cái thuật ngữ này để cho mọi người cũng hiểu. ZK thì hiểu rồi, nhưng mà WASM thì là một cái term khá là mới đối với mọi người. Ok, thì chắc là anh em cũng đã quen với lại cái hệ thống máy ảo EVM ha. Thì bọn mình cũng nhắc đi nhắc lại cái khái niệm này ở trên DeFi Discussion, và thậm chí là bọn mình hay đùa với nhau là đây là cái hội cuồng EVM. thì đó là cái câu chuyện liên quan EVM, thì là một cái hệ thống máy ảo của Ethereum. Thì Wasm nó cũng là một cái hệ thống máy ảo thôi. Thì đây là cái hệ thống mà được Near sử dụng, và có thể hiểu nôm na cái giải pháp ZK Wasm là một cái platform nó hỗ trợ tương thích với cái Wasm mà Near đang sử dụng, nhưng mà nó có add thêm những cái tính năng tạo bằng chứng xác thực ZK nữa. Mình đọc thì mình thấy là đây là một cái giải pháp mà giúp cho Near, nếu mà cần thiết thì họ có thể sử dụng cái platform này để gọi là tiếp cận cái nguồn thanh khoản ở bên Ethereum. Thì Ethereum thời gian gần đây cũng có một vài cái tin nó khá là tích cực, và có thể kể đến là ví dụ như là cái câu chuyện của quỹ ETF Ethereum thì cũng vừa được BlackRock họ đăng ký, thì nó cũng phản ánh rất là gọi là ngay lập tức lên cái giá của Ethereum. Thì có thể hình dung như thế này nè, tức là khi mà Ethereum nó tăng á, thì từ đó nó sẽ có dòng tiền đổ vào, và từ Ethereum thì những cái hệ sinh thái con, những cái layer 2 mà họ sử dụng Ethereum làm chủ đạo á, tức là một trụ cột ở trong cái hệ sinh thái của họ á, thì tự nhiên nó sẽ được gọi là nó sẽ được bơm đều cái thanh khoản từ Ethereum, cái nguồn gốc là Ethereum, ra các cái dự án bên trong đó. Thì đây là cái giải pháp mà có thể là sẽ giúp Near họ có thể gọi là dễ dàng tiếp cận cái nguồn thanh khoản của Ethereum nhiều hơn. Thay vì hồi xưa là những cái blockchain nó ở những cái hệ thống máy ảo khác nhau thì nó hơi biệt lập với nhau, nó hơi cô lập với nhau, thì đây là cái giải pháp như vậy. Nói về Near đi, thì trong thời gian vừa rồi á, thì họ cũng có một cái cập nhật liên quan đến cái data availability. Thì đây là một cái khái niệm mà anh em có thể gọi là nghe lại một tập mà mình cũng có một cái tập DeFi Discussion chia sẻ sâu về cái khái niệm này. Thì họ cũng khá là đậm đặc về tech à. Yeah. Nhưng mà anh em yên tâm là chắc chắn là bọn mình luôn đính kèm những cái bài viết có liên quan đến cái chủ đề đó, để có thể mà ví dụ như là đụng một cái từ khóa, một cái khái niệm gì đó nó mới, thì anh em có thể gọi là
bấm ngay vào cái đường link đó là mình research thêm sâu thêm. Chứ ví dụ như là có một cái khái niệm mà chúng ta dành thời gian là chỉ có nói không thì nó cũng khá là khó để giải thích cặn kẽ 100% được. Thì đó là cái câu chuyện của Nia và những cái cập nhật của họ trong một tuần vừa rồi. Cái này nói thật nên là mình hay ngóng trong cộng đồng ấy. Thực ra là mình cũng nằm vùng và cũng chia sẻ, cũng nói chuyện với nhiều người trong cộng đồng. Thì mỗi khi mà cái nhắc đến Nia thì thường cộng đồng Việt Nam cứ cười xong lắc đầu. Nhưng mà thực ra thì từ cái phía builder nhìn vào họ thì họ làm khá là tích cực. Gần đây nhất là những cập nhật như Nguyên vừa nói. Và trước đây khoảng thời gian đầu năm thì họ đẩy khá là nhiều cho cái BOS của Nia. Nó cũng là một cái... Nguyên có đọc về cái BOS của Neo? Mình có lướt qua một vài lần BOS nhưng mà là B bò đúng không? Thì, đúng rồi, B bò. Nhưng mà sorry là thực sự là quên mất rồi. Ok, thì thực ra cái đó cũng khá là hay nhưng mà bring vào đây thì nó sẽ khá là nhiều chi tiết. Cái đấy thì đây là cái giải pháp BOS của Neo xứng đáng có một tập podcast riêng. Thì chắc là bọn mình sẽ nói cái câu chuyện đấy trong một lần sau. Nhưng mà một cái câu chuyện chắc là sẽ làm các bạn hứng thú hơn. Đó là cái vụ cãi nhau của Nguyên Tập Neo với Neo. Cái đấy thì chắc là buồn cười hơn. Thôi chắc là bọn mình xin phép không nói về cái drama đó. nhưng mà cũng vui mà thực ra là cái nó lại quay trở lại câu chuyện thực ra mình nó là một cái view của mình cũng từng chia sẻ với mọi người trong thời gian gần đây thôi. Đó là gì thì gì, đằng sau những cái protocol thì vẫn là những con người. Vẫn là những con người có những cảm xúc và có cái sự yêu ghét cũng như là những cái mưu cầu về quyền lợi của riêng họ. Và thực ra cái protocol thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Và tất nhiên đối với tất cả chúng ta đều mong là những cái câu chuyện này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến những cái gì Vinny đang làm. Tại vì thực ra là nếu mà Wintermute với Neil mà thực sự đánh nhau thì cũng khá là mệt. Nhưng mà quay lại là một cái thứ nó khá liên quan hơn, một cái thứ nó tươi sáng hơn. Đó là khi mà tất cả những cái là như nào nhỉ, ecosystem lớn khác đều có những cập nhật dù lớn dù nhỏ, dù ít dù nhiều, thì tất nhiên chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được ông kẹ của thị trường hiện tại. Rồi đó là cái tin gần đây nhất thì chắc là mọi người cũng có nghe về cập nhật của Binance. Thì đó là một kế hoạch mà Binance cũng ấp ủ khá lâu rồi. Đó là cái ví Binance Web3 Wallet. Thì họ có khá là nhiều cái gọi là như này, có nhiều khá là nhiều cái thảo luận xôn xao về cái việc này, từ cái giải pháp của Binance sinh ra để làm cái gì, và nếu mà Binance làm như vậy thì có phải là hồi kết của những đối thủ cạnh tranh hay là không. Thì Nguyên có follow cái vụ này không? Thực sự ra thì mình có đọc một xíu liên quan đến cái cách vận hành của cái ví này. Thực ra là chưa đào sâu vào cái gọi là cái cốt lõi sản phẩm đâu, nhưng mà mình thấy có một cái khá là hay của cái ví này. Nó là cái yếu tố gọi là nó có một cái khái niệm là account abstraction đó, tức là cái câu chuyện là làm sao để giảm thiểu cái việc lưu trữ những cái seed phrase đồ này nọ của người dùng đó, để giảm thiểu những cái phức tạp cho người dùng khi mà tham gia vào cái blockchain chẳng hạn. Thì cũng có một tập mà mình từng nói về cái câu chuyện đó rồi. Thì cái ví này thì mình khi mà mình đọc những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm thì không biết là nó có giống nhau hoàn toàn 100% không nhá, tức là nó có thể được coi là một câu chuyện liên quan đến account section không nhá. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy là đây là một cái cách tiếp cận mà Binance họ sẽ giảm thiểu được những cái phiền toái đó cho người dùng. Thì mình nghĩ nó cũng là một cái yếu tố khá là đáng quan tâm liên quan đến cái ví mới của Binance. Còn tất nhiên là cái lợi thế cạnh tranh của họ là gì thì chúng ta cũng, như nhiều anh em tham gia thị trường crypto lâu năm thì cũng biết là Binance họ cũng có những cái lợi thế gì rồi. Thì mình tin là đâu đó cái này nó cũng là một cái chi tiết rất là đáng theo dõi, rất là đáng quan tâm trong thời gian tới. Và thực ra thì khi mà Binance làm cái gì thì mọi người đều sẽ phải chú ý thôi. Nhưng mà chỉ có một điều là mình thắc mắc là tại sao đến bây giờ họ mới ra cái đấy thôi. Tại vì mình nghĩ là cái ví đấy thì với nguồn lực của Binance thì không có lý do gì để mà họ phải chờ quá lâu hay là gì cả. Tại vì như đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Binance xếp ngay sau rồi đó là UX thì họ cũng có ra khá là lâu rồi và cũng khá là tiện. Còn Bay cũng có rất là lâu rồi. Thì có thể là họ sẽ cảm nhận được cái behavior, cái cách người dùng họ tương tác với crypto thì nó sẽ dịch chuyển đâu đó từ cái CX truyền thống đến những cái giải pháp nó on-chain nhiều hơn chẳng hạn. Thì đâu đó họ cũng cảm nhận được cái điều đó. Thì họ có những cái bước đi của mình thôi. Thì có thể nó hơi trễ một xíu so với các cái giải pháp khác, nhưng mà nói gì nói thì cái động thái của Binance với cái vị thế của họ ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là sẽ phải theo dõi rất là nhiều, rất là sát sao. Thì đấy là câu chuyện của những ông kẹ, mình tạm gọi là những ông kẹ, những ông lớn trong thị trường đi. Còn khi mà chúng ta nhìn qua những cái
dự án khác, ví dụ như là dự án hệ Cosmos về Celestia hoặc là Injective thì cũng có những cái cập nhật khá là thú vị. Thì Nguyên có thể share thêm một số về những cái này không? Thú thật là cá nhân mình không theo dõi sát Injective lắm, bởi vì rõ ràng là cái thị trường này thì thực sự là nó rất là rộng, để follow hết tất cả các hệ sinh thái thì nó cũng khá là khó. Nhưng mà có thể thấy là một vài cái tin đáng chú ý của Injective 1-2 tháng đổ lại đây, thì chúng ta cũng thấy là cái như Phong có đề cập hồi nãy là triển khai cái layer 2, đúng không? Họ dịch chuyển sang layer 2. Hoặc là với Celestia chẳng hạn thì mới đây thì họ cũng có một cái airdrop. Thì thường thì airdrop mới ra thì cái độ quan tâm của mọi người nó cũng rất là nhiều. Từ đó nó cũng tạo ra những cái nhu cầu liên quan đến giao dịch đồ này nọ. Thì cái volume từ cái token này thì nó cũng một phần nào đó nó khuyến khích và nó thúc đẩy cái hệ sinh thái của các cái giải pháp sử dụng cái bộ công cụ Cosmos nói chung. Thì đây là một cái cú hích cho cái hệ sinh thái này. Thì đó là tất cả những gì mà mình biết về cái hệ sinh thái Cosmos. Bởi vì chúng ta cũng biết là Cosmos hiện tại thì nó cũng khá là, tức là họ cũng khá là loay hoay, bởi vì cái cấu trúc của họ là cái cấu trúc mà nó khá là khác với lại hầu hết các cái monolithic blockchain hoặc là những cái giải pháp kiểu modular, kiểu có các cái layer chồng lên nhau. Thì một cách tiếp cận hoàn toàn khác, và tất nhiên là cũng sẽ rất là khó để tóm gọn trong trong một vài câu nói chuyện. Đúng rồi. Thì đó. Thì nếu mà mọi người thích thì chúng ta có thể tiếp tục đào sâu hơn về chủ đề này thôi, nhưng mà mình chỉ sợ là nó lại đậm đặc tích quá và mọi người nghe thì phải nghe đến 5-6 lần thì mới nghe hết được, tại vì ngủ gật giữa chừng. Thực ra thì nếu mà nãy giờ thống kê lại thì chắc là mình cũng đảo qua phải gần chục hệ ha. Chục hệ sinh thái thì sợ là nó có thể nó sẽ hơi loạn với anh em, nhưng mà hy vọng là đâu đó cái buổi chia sẻ, cái buổi chém gió của mình hôm nay thì nó cũng có cái yếu tố gọi là nó có cái tính tổng hợp một xíu và nó cũng có thể dễ theo dõi một xíu. Thì hy vọng là mọi người không bị lạc trong cái trong cái loạt thông tin nó cũng rất là sôi động, rất là nhiều những cái từ khóa, rất là nhiều những gạch đầu dòng của thị trường trong tuần vừa rồi. Và thực ra là tại sao câu chuyện là tại sao là mình lại điểm qua những cái cập nhật lớn như vậy, tại vì thực ra là đó là cái diễn giải cổ phiếu của mình thôi. Thì trước đây thì chúng ta thường nói là sẽ có một cái trend nào đấy, một vài cái từ khóa hot trong thị trường và những cái ecosystem thì nó sẽ lần lượt nó bay theo cái câu chuyện đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn những cập nhật gần đây thì thực ra là cũng không có một cái công thức chuẩn nào để cho cái việc là sự trở lại của các layer 1. Khi mà chúng ta nói cả có dự án, có hệ sinh thái thì dùng tiền để làm incentive, nói thẳng thắn với nhau là dùng tiền để khuyến khích builder trong dự án. Có những bên thì lại là đưa ra những cập nhật rất là sâu về mặt nền tảng mà người dùng phổ thông thì nhiều khi chẳng cần phải quan tâm đó là cái gì. Có những bên thì ra một cái sản phẩm mới để kích thích người dùng, người ta tương tác với DeFi nhiều hơn. Đều là những cái hướng đi rất là khác nhau và đều tính đến thời điểm hiện tại thì có thể là do thì ở comeback, có thể là do những cái tin tốt gì đấy, nhưng mà mình vẫn tin là nó là những cái hành động mà được tính toán của họ để làm hoàn thiện hơn cái sinh thái của mình. Thì đấy, đó là câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục keep track và cũng nên là biết. Có tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào biết hết được, một người không thể đọc hết tất cả những thông tin được, thì đấy thì câu chuyện là chúng ta cần có những cộng đồng, có những người chia sẻ cùng với mình để mình update được tất cả những thứ đấy. Đó là những gì mà bọn mình làm ở DeFi Discussion, ở FOMO Savian, ở Coin 68. Thì rất là mong là tiếp tục có thể đồng hành cùng với mọi người trong rất là nhiều những cái hành trình thú vị sau này nữa. Và chắc là mình sẽ để Nguyên chào tạm biệt mọi người thôi. Rồi, ok. Thì hy vọng là cái cú hích của tuần này nó sẽ đâu đó tạo lại cho chúng ta những cái nguồn cảm hứng, gọi là chúng ta cảm nhận được là thị trường nó đã, tức là nó quay trở lại với cái việc là building rồi, tức là có những cái tính năng mới, có những cập nhật mới, có những thay đổi mới của các cái sản phẩm, của các cái hệ sinh thái, và chúng ta cảm nhận được là vẫn tiến lên, chúng ta vẫn tiến lên mỗi ngày. Thì hy vọng là cái cú hích của tuần vừa rồi thì nó sẽ kéo dài càng lâu càng tốt. Thì hy vọng là sẽ gặp lại anh em ở trong tuần tiếp theo của DeFi Discussion, và chúng ta lại có cơ hội để chia sẻ với nhau. Hy vọng là có nhiều cái gọi là như là nhỉ, nhiều điều tin tức tốt lành. Thực ra là chúng ta đã đi qua một khoảng thời gian khá là khó khăn rồi, tuy nhiên thì thị trường nó vẫn ở đấy,
thì tất cả gì chúng ta làm là chúng ta theo sát và cố gắng phát triển cùng với thị trường thôi. Yeah. Và rất vui được đồng hành cùng với các bạn, và xin hẹn gặp lại trong những số DeFi Discussion tiếp theo. Xin chào. Yeah, bye bye anh em.